Ủa sao không có tiếng ta? Ghê chưa, cái coi cái chị này nổ luôn cả cái vụ nhiều việc mà thiếu tướng nào soạn đơn cho chị luôn. Và trong cái tranh chấp cộng đồng của chị này nó lợi dụng vào cái sự việc ở Đắk Lắk để mà xuyên tạc, xuyên tạc chính quyền. Và cách đây một giờ trước chị này lại tiếp tục xuyên tạc rằng bị can Nguyễn Phương Hằng có hứa hẹn gì cho các YouTuber để chúng gây án với tôi Đinh Lan hơn 2 năm không. Tôi nghĩ rằng không có hứa hẹn gì cả. Bản thân tôi không có liên quan gì tới câu chuyện của bà Hằng. Mà tôi chịu chị còn không nổi. 2 3 ngày lên trên giày xéo bà Hằng. 2 3 ngày giày xéo bà Hằng. Và sợ cái sự việc mà có liên quan đến mình. Với vai trò mình là cái người bị hại đó. Trở thành bị cáo đó thì rất là sợ. Và cái vu khống cho bà Hằng. Là chỉ đạo cho 35 người YouTuber để tấn công chị. Bà Hằng bây giờ ở trong trại tạm giam đó chị. Bà Hằng làm gì ở ngoài mà chỉ đạo được những cái người này. Đó, thì tôi nói các bạn khi mà có cái bản sao kê của bên bà Hằng đưa ra rồi thì những cái người này quá sợ, tôi nói thật các bạn họ sợ. Bây giờ tôi nói các bạn á, ai đó mặc đồ xanh rất là giống cái anh công an thôi mà lợi gõ cửa nhà bà này bà không chạy, bà trốn hay là bà né hay là bà giật kinh phong, tôi mới cái gì tôi cũng chịu hết trơn á, cái gì tôi cũng chịu hết trơn á. Tại vì trong cái quá khứ cái chị này đã có nhiều lời xúc phạm bà Hằng dữ dằn luôn, giống như các YouTuber đã tôi kể đó. Họ cô Diệp Đậu á, bảo rằng là họ cho mỗi một cái đề tài như vậy là từ 10 triệu đến 20 triệu để mà tấn công vào bà Hằng. Họ có kịch bản, có người cung cấp hết trơn. Do đó sau khi mà sao kê cái quỹ ăn hữu này ra thì một số người sẽ bất ngờ tại sao báo Dân Việt lại có cái dữ liệu này, tại sao các báo khác không có, tại sao báo Dân Việt, báo Sức Khỏe và Đời Sống lại có đưa tin về cái sự việc sao kê mà các báo khác như báo Tuổi Trẻ, báo Lao Động hay báo Thanh Niên hay là báo Pháp Luật Online họ mà không đưa tin về hiện tượng này và người ta nghi ngờ như vậy, thì những cái người nào đưa thông tin về cái sao kê của quỹ hàng hữu họ đều trong tay họ phải đều có cái báo cáo tài chính của cái công ty này và có những con số cụ thể, có thể là file mềm về cái sự việc làm từ thiện suốt 19 năm qua của Quỳnh Hữu. Mà các bạn biết là cái người trợ lý của bà Hằng bảo rằng các chỉ số này số nhỏ quá, số nhỏ quá, nhưng vì vẫn còn những con số lớn mà bên Đại Nam đã giúp đỡ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh nghèo được bên bên đó giúp đỡ. Tôi thấy cái chị Hà Lê này liên tục nhắc đến cái sự việc là người nghèo thì tôi cũng cũng mong cũng mong muốn rằng trong tương lai bà Hằng sẽ làm những việc cho xã hội. Và cái điều đó đã chứng minh rằng mới đây thôi bên quỹ Hằng Hữu cũng đã trích ra 1 tỷ 100 triệu để mua 500 chiếc xe đạp tặng cho trẻ em với cái chương trình là tiếp sức đến trường. Các bạn thấy tuyệt vời không? Và nhận được bằng khen của bên phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Các bạn thấy tuyệt vời không? Nói dù dù sao đi chăng nữa thì nếu ăn nên làm ra là Đại Nam lại tiếp tục giúp người khác. Trong cuộc đời các bạn có thể nắm trong tay mình hơn 1.000 tỷ nhưng các bạn dám bỏ ra 500 tỷ để làm từ thiện giống như quỹ hàng hữu của bên Đại Nam không? Các bạn dám không? Bên công ty tôi thì cũng làm dữ dằn lắm đó các bạn, chắc cũng cả tương đương đó, nhưng mà một thời gian dài hơn, làm trong vòng 30 năm chắc mới được số tiền này, chứ không phải đơn giản 1 năm cho 3-4 tỷ thì 10 năm thì có 30-40 tỷ thôi. Như vậy là 30 năm thì hơn 100 tỷ. Chứ không phải là một cái dèo giống như 400 mấy trăm, 4, 4 gần 500 tỷ như vậy đâu mà bên phía bên bên bị hại chi ít. Và thậm chí người trong cuộc là như chị Hà Lê này chị cũng chi ít. Sau cái sự việc này thì chúng ta mới biết rõ rằng có những cái người mà giúp đỡ người khác trong âm thầm mà họ không cần lên tiếng. Chỉ có những kẻ trục lợi
chống phá vào sự thành công của người khác, ghen ăn tức ở vào sự thành công của người khác thì mới nộp đơn vào kiện bà Hằng thôi. Các bạn thấy trong câu chuyện này bất ngờ nhất là trường hợp của chị bà của chị Trương Việt Hà đó, cái người bạn thân của bà Hằng và nghe nói còn giàu hơn bà Hằng nữa. Sau khi thấy bà Hằng lên trên mạng xã hội, người ta cả triệu người theo dõi, thì cái chị này lại có những sân si, có những phát ngôn phải là không chuẩn. Ê trời ơi, nó từng đi mượn tiền của tôi, dân làm ăn, xong có khúc người có lúc. Tôi không phải tôi nói để đụng chạm tới những người lãnh đạo cấp cao. Các bạn biết là bắt giữ còn bảo rằng đi dây ngân hàng, thì đừng nói chi cái vụ bà Hằng mà đi mượn tiền. Cái chuyện đó là chuyện bình thường trong xã hội. Họ cố tình họ đưa lên trên mạng như vậy đây chi, vu khống và làm nhục người khác để mà đạt mà để đoạt được những cái gì đó mà họ cho rằng họ hơn người khác. Các bạn hiểu chưa? Trong cuộc đời các bạn, sau câu chuyện bà Hằng này các bạn cũng nên rút kinh nghiệm. Trong cuộc đời các bạn, có khi bạn chơi với một người bạn bạn rất là thân, nhưng mà bạn thành công hơn nó, nó ghét các bạn dữ lắm luôn đó mà nó không nói. Nó sẽ nói sau lưng các bạn, hoặc nó đợi các bạn xa cơ thất thế, nó sẽ cười trên đầu các bạn. Những người bạn này không nên chơi. Bạn thân là thân ai nấy lo đó. Tới nỗi mà những cái bài báo hay là những cái người mà có liên quan câu chuyện bà Hằng bật cửa ra, trời ơi, Việt Hà đi kiện bà Hằng kìa, hay bản thân gì kỳ cục vậy. Ủa cái những người đó có bị miệng đời quá trách như vậy không? Lên trên trang của Mộc TV, cái chị Việt Hà này bảo rằng tôi chỉ bị người khác lôi kéo. Chừng nào chị dưới 18 tuổi á, thì chị nói cái chuyện lôi kéo này tôi sẽ tin và chấp nhận và có thể là chị cảm thông cho chị. Chứ tôi nghe nói chị là một cái người đạo diễn thế nào đó, đạo diễn thế nào đó mà chị đi bảo rằng là chị bị người bạn thân của bị lôi kéo vào để kiện bà Hằng. Rồi kiện bà Hằng xong, bà Hằng ở tù xong, ở tạm giam đó các bạn, tạm giam có như ở tù đó, thì chị lên trên trang của Mộc TV chị bảo rằng chị hối hận và chị tha thứ cho bà Hằng. Đâu có chuyện gì, đâu có cái chuyện mắc cười như vậy. Chẳng qua chị cảm thấy là bà Hằng có nhiều cái bước tiến bộ hơn những cái năm trước. Đó là gần cận kề cái vụ án diễn ra, bà Hằng tung ra cái sao kê quỹ từ thiện này làm choáng váng rồi, và hình như là biết được kết cục như thế nào rồi thì mới nói như vậy. Sau cái lúc mà công an mời chị lên, hay là cái lúc mà chị đút cái đơn vào, chị không suy nghĩ, mình làm như vậy tội nghiệp bạn mình, làm như vậy mình được cái gì đâu ha, làm như vậy thì bạn mình nó vào tù vào tội thì công ty Đại Nam ai quản lý, quỹ ăn hủ tan bành, có suy nghĩ vấn đề đó không? Nếu suy nghĩ thấu đáo như vậy thì chúng ta là người trưởng thành rồi, đúng không? Chỉ có những đứa con nít nó mới suy nghĩ như vậy thôi, đừng có đổ thừa lý do lý cháu nào cả. Trong câu chuyện của bà Hằng chịu thiệt, chúng ta chịu thiệt. Nhưng trong câu chuyện của Hằng Ni, cái quỹ hằng hữu này sẽ là một cái dấu chấm hết cho những YouTuber nào đó. 35 YouTuber nào mạnh miệng nhất chống phá quỹ hằng hữu này, người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy anh Phan Phong là đi đầu rồi đó. Phan Phong cố gắng dùng những cái lời lẽ mà ma mị khán giả của mình để mà có thể là tự giúp mình. Tôi nghĩ rằng không ai giúp được đâu. Không ai giúp được đâu. Bản lĩnh lắm, dám chơi dám chịu mà. Còn nhắn tin cho tôi, nói tôi là Phan Phong này kia nữa nè. Nhớ không? Tôi tìm cái tin nhắn nó quá trời mà tôi tìm không ra. Nhắn tin thăm dò tôi là thế này thế kia thế nọ, nhớ nghe đừng có xóa video clip nha, rồi chúng ta sẽ gặp nhau thế này thế nọ, rồi hâm dọ này kia. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vụ án của Hằng Ni đó, em chuẩn bị tinh thần nha, em chuẩn bị tinh thần nha. Những cái dạng mà khinh sư diệt tổ, lừa thầy phản bạn không có kết cuộc nào đâu. Đây là một xã hội rất là công bằng và văn minh, xã hội 4.0 không để cho những cái người nào bị oan bị ức cả các bạn. Trong vụ án của bà Hằng, chúng ta thua đi ha. Chúng ta suy nghĩ là bà Hằng cũng đã có những cái lời nói quá nặng nề với một số người, có thể bà Hằng không vượt qua được cái nghiệp của bà Hằng, chúng ta thành chấp nhận. Tôi nói các bạn làm xây cả chịu cái chùa không ai biết, nhưng bể một cục gạch thì cả làng đều hay, nó ngộ vậy đó. Chúng ta có cái quan điểm là chúng ta ghen ăn tức ở, hễ mà thấy sự thành công của người khác mà mình không bằng họ là mình nói trời ơi thằng đó có mẹ gì đâu, nó đang bị hóc có chập bị gạo thôi,
Đại Nam có mẹ gì đâu mà thấy người ta ủng hộ quá trời. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái gì kết hợp với trốn thuế hay gì trốn thuế rồi sắp phá sản rồi sắp đi tù rồi sắp giải thể rồi, họ nói như vậy mà đầu năm 2022 sau khi cái đợt dịch Covid thì bị đánh lùi thì Đại Nam lại góp vào cái sự việc mà giúp đỡ cho em đến trường 1 tỷ mốt. Các ông có cho được cái em đến trường được một triệu đồng chưa, 2 triệu chưa, 3 triệu chưa, có cho chưa? Toàn bộ là cơ hội vào cái sự việc mắng chửi bà Hằng để trục lợi, phá nhà quỹ ăn hữu để mà trục lợi thôi. Nhưng mà các bạn đi ý chí đi, các bạn ý chí, các bạn biết là bây giờ lực nhân quả nó nhanh lắm. Cái dự án của Hằng Ni tôi đoán là các bạn từ tháng 10 hoặc là có thể là năm 2024, lâu lâu một tí đi, cho cái nhóm mà chống phá quỹ hằng hữu á, cái nhóm bạn bè của Hằng Ni đó mất cảnh giác, rồi cơ quan chức năng đẩy đẩy một phát một là xong, cho xã hội này nó sạch. Chứ các anh với lượng khán giả 100.000 người, 200.000 người, nút vàng nút bạc nào đó, các anh lên các anh mộng mị khán giả, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi, các anh chỉ cho rằng các anh đúng, anh chưa bao giờ chấp nhận anh sai. Thậm chí là những cái người mà lừa lừa những cái người trong cuộc lập kênh YouTube để mà chống đối nhà nước, nó bậy về quỹ hằng hữu. Cái trường hợp của chú Sĩ, các bạn biết ai hướng dẫn cho chú Sĩ lập kênh YouTube không? Tôi nói các bạn biết đó, các bạn biết chú Sĩ ai là cái người hướng dẫn cho chú Sĩ lập kênh YouTube không? À, đó là một cái dấu hỏi rất là lớn. Chừng nào chú Sĩ ra tòa đi các bạn sẽ biết. Chừng nào chú Sĩ ra tòa đi các bạn biết. Có khi không, em không tin là như vậy đâu khán giả Kiệt Trần. Mình không tin là thám tử cao đâu. Tự miệng anh ta nói ra mà. À, tự miệng anh ta nói ra chứ không phải là do cơ quan điều tra người ta nói ra. Thanh giả tự thanh. Có khi hắn lừa người ta đi vào câu chuyện của hắn, hắn lập ra một cái thuyết âm mưu, một cái câu chuyện giả dối để mà lừa chúng ta vào đấy. Khi chúng ta vào đấy khán giả thì lập tức anh này bảo rằng cái vấn đề chúng ta nói không có căn cứ là chết đó. À, do đó thì tôi vẫn biết là trên mạng thám tử cao bảo rằng lập cái kênh YouTube cho chú Sĩ và xin lỗi khán giả, gật đầu xuống xin lỗi khán giả là đã có chia sẻ những video clip của chú Sĩ, nhưng mà giờ chú Sĩ bị bắt rồi. Vậy đó còn bye bye chú Sĩ nghe, con chú Sĩ không liên quan. Có hai vấn đề ở trong cái câu chuyện này mà từ từ tôi sẽ phân tích cho các bạn khi mà nhôm nhém cái sự việc Hàn Ni ha. Khi mà nhôm nhém cái vụ án Hàn Ni sắp sửa xảy ra thì tất cả các kênh YouTube tôi sẽ làm một lần một để trả ơn cho bà Hằng. Tôi sẽ làm một lần một hết toàn bộ những cái người nào mà đã mở miệng ra mắng chửi bà Hằng, xúc phạm ông Dũng, chống phá quyền ngủ, tôi làm một cái một và tôi nghỉ luôn. Tại vì trong giai đoạn đó họ phải lo bảo vệ bản thân của họ, còn họ mà chống tôi hay là nói chuyện tầm bậy với bên phía bà Hằng thì để bà Hằng làm việc họ. Đó, tôi nói các bạn, sau khi tung ra cái quỹ sao kê quyền ngủ này rồi là một cái dấu chấm hết cho những cái người mà chống phá quỹ ăn hữu. Còn sự việc trong quỹ ăn hữu này có những ai trong đó, hội nghị cổ đông là ai, ai là người điều hành trong đó thì hiện tại chúng ta chỉ biết có bà Nguyễn Phương Hằng là chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ ăn hữu này thôi. Và quỹ ăn hữu này hoạt động rất hợp pháp. Nếu không hợp pháp người ta bắt từ lâu rồi chứ không phải tới giờ này. Ở đó mà còn một ma mị khán giả bảo rằng tiền của người này tiền của người kia, rửa tiền rửa bát rồi đâu đâu đây nữa, những cái người mà bảo rằng cái quỹ ăn hữu là quỹ rửa tiền theo đó, họ phải chứng minh được bằng cách là họ phải có cái báo cáo tài chính của quỹ này. Tôi sẽ phân tích cho khán giả nghe ở những ghi hút cuối cùng này, đó là sao cái quỹ này có 100 tỷ vào năm 2013, à có 500 tỷ vào năm 2019. Tôi ví dụ nha. Đó thì tôi nói các bạn từ cái năm 2013 đến năm 2019 tôi phân tích chơi cho các bạn nghe nha. Phân tích về tài chính chơi chút các bạn Thomas Johnson hồi hồi chưa đâu rồi vô đây nè. Tôi phân tích cho cái việc mà sao kê nè, tôi cũng tìm hiểu, người ta hỏi những cái người kế toán trong công ty tôi.
ai đó đã bỏ vào đây 100 tỷ. Coi cái quỹ này vận hành như thế nào, cái số tiền đó từ đâu ra. Đó, ví dụ như bỏ vào đây 100 tỷ. Vận hành cái quỹ dân hữu này có 5 người, có 10 người, có 20 người. Trong đó có kế toán, có giám đốc, có chủ tịch hội đồng quản trị thì phải trả lương cho những người đó. Chứ như hoạt động không có trả lương cho người ta hoạt động sao? Đúng không? À, rồi ai là người ký tiền? Ai là người chuyển tiền ra ngoài, giống như cái set mà bà Hằng ký mà cho cái quỹ nào đó mà của một nguyên thủ quốc gia là 10 tỷ đó. Thì bà Hằng ký vào đấy. Chỉ bà Hằng ký vào đấy thì mới được cái thủ quỹ ở trong cái quỹ hàng hữu này mới xuất tiền ra, gửi tiền của nó qua ngân hàng bằng một cái quỹ định chi, chứ không lẽ tiền mặt cho cái đưa hay bao tải tiền hay gì đó. Rồi sau đó báo cáo lại số tiền này ở đâu ra trong cái bản báo cáo tài chính của cái quỹ này riêng. Ừ, gửi vào 100 tỷ ông A, B, C, D, M, F gì đó. À, hôm nay ngày 1 tháng 1 2013 chức ra 10 tỷ để tặng cho cái công ty của hội từ thiện ABCD gì đó, người mà đồng ý ở đó là chủ tịch hội quản trị là bà Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ trong quỹ thu 100 chi 10, số dư còn lại tính đến hiểm này 90 tỷ. Nó sang năm 2014 người ta nạp vào đấy, người ta cho vào đấy cái tiền mà kinh doanh từ cái công ty Đại Nam thế nào đó 20 tỷ. Số dư đầu kỳ 90, số dư cuối kỳ 110. Mở ra coi cái thu 20. Cũng nói các bạn nghe, không phải là ở đâu ra, các bạn là YouTuber. Các bạn không phải là công an, không phải là tòa án. Ai cho phép các bạn đi vào đó, các bạn xem cái sự việc đó của người ta? Ai cho phép? Mà cái quỹ này nó hoạt động ra là phải sự cho phép của cơ quan nhà nước. Không phải là muốn làm ra cái gì là làm đó các bạn. Các bạn nhớ rằng quỹ từ thiện hằng hữu, thiếu hai chữ từ thiện rồi. Toàn bộ việc làm của này chỉ là dành cho từ thiện, không có dành cho kinh doanh, không có dành cho những cái vấn đề khác. Ví dụ bạn ăn sức 80 tỷ ra các bạn mua nhà, ai biết không? Không được quyền nha. Sau đó báo cáo lại thuế nữa. Tại vì sao? Ở đâu ra mà chỉ cho cái người, vì cho cái đơn vị kia thì cái đơn vị kia nhận số tiền này là số tiền đặc biệt thì bên kia cũng phải trả tiền thuế cho cơ quan chức năng. Giống như chúng ta trúng số, chúng ta trúng 10 tỷ thì chúng ta không phải bỏ 1 tỷ đồng thu nhập đặc biệt vào cho cơ quan thuế. Chúng ta chỉ còn 9 tỷ mà thôi. Còn thí dụ như tôi cho cái chỗ đó 10 tỷ thì cái chỗ đó phải đóng thuế như thế nào đó với cơ quan thuế để nhận số tiền đó. Các bạn đừng có tưởng gì vẫn chơi giống như mà cái tiền trong túi các bạn mà móc ra lì xì cho con nè, lì xì cho con nè, tiền của chú nè. Đâu phải đơn giản các bạn. Đó tôi nói các bạn, bởi vì hồi sau hồi sáng á, có khán giả bảo rằng á, là sao kia gì đúng không này kia. Nếu không đúng, nếu sai, người ta ngu gì người ta đưa lên mạng xã hội làm gì. Mà ông Dũng đã nói rồi với các bạn rồi, ai bỏ vào quỹ hằng hữu 1 triệu đồng đến lấy 10 tỷ những cái YouTuber này á, tưởng rằng khi bà Hằng bị bắt thì họ đã thành công. Thứ nhất là họ lấy le khán giả của họ, họ đón như thần là bà Hằng bị bắt. Thứ hai nữa là bà Hằng, họ nghĩ rằng bà Hằng khi mà bị tạm giam như vậy không làm được vì họ, và họ trở thành anh hùng, là hero trên không gian mạng này. Họ muốn ai đúng là đúng, họ muốn ai sai là sai. Đó là lý do một số người phải phản thầy lừa bạn. Cái trường hợp của Phan Phong đó, ông Hiếu MMO các bạn nhớ không, có từng lên kênh của anh Vất Võ và từng lên kênh của bà Hằng nói về cái sự việc mà ủng hộ thế nào kia. Còn trái lại người học trò của mình là Phan Phong thì lại đi ngược lại với ông thầy của mình. Có phải Phan Phong đã phản thầy không? Không đi theo con đường của thầy đúng không? Tại sao những YouTuber khác vẫn còn đi theo con đường của ông Hiếu?
giống như luật sư Trần Quốc Vũ. Xin chào khán giả Khánh Lê, đây là cái kế đó. Anh Năm Mực chưa chắc yên trong drama này, huống chi cái đám YouTuber bẩn bựa nó. Thì tôi nói các bạn rồi, kết thúc cái video clip này tôi nói các bạn rồi, từ từ có thể trong vụ án của bà Hằng, những người yêu mến bà Hằng sẽ bị chịu thiệt, bà Hằng cũng bị chịu thiệt. Nhưng trong vụ án của Hằng đây thì chưa chắc đâu nha. Tôi nói các bạn, bà Hằng đã dọn cái mỏ sẵn rồi đó. Nếu như cái sự việc diễn ra, cái vụ án của bà Hằng mà bà Hằng được cho tại ngoại hay là được thả tự do thế nào đó mà trước cái vụ án của Hằng đi, thì với cái vai trò biện luận của bà Hằng, bà Hằng sẽ dọn cái mỏ bà sẵn rồi đó. Tôi nói như vậy xin lỗi chị Hằng trước nha, nói như vậy cho nó vui, chuẩn bị tinh thần á. Tôi bị tạm giam 15 tháng vì tôi xúc phạm chị đó. Bây giờ tôi hỏi phiên tòa, chị đó có bị 15 tháng giống như tôi không? Và tôi là một người doanh nghiệp, sau đó đi đến cái bàn kẹp, gỡ cái cạp ra, đem bằng khen giấy khen á, chắc lên đầy ở trên cái hội đồng xét xử. Cái này là cái gì? Cái này là sự công nhận của các tập thể cá nhân, thậm chí của nhà nước, vì sự cống hiến của quỹ hàng hữu. Tại sao những cái người đang đứng ở đây nè, họ đã xúc phạm cái quỹ này? Trả lời được đi, trả lời giùm tôi đi. Nếu trả lời không được thì làm sao? Có phải là không phải là công ty Đại Nam sẽ bị quỷ trong tay những người này không? Công ty của tôi trị giá bao nhiêu? 6.000 tỷ. Bây giờ cổ phiếu nó còn xuống, còn có bao nhiêu đó thôi là do những người này chỉ mặt đó. Những người này, cái thất thu của Đại Nam, cái người này chịu nổi không? Tôi nói các bạn không xanh mặt. Sau đó cái đọc tên từng YouTuber cả, YouTuber A, YouTuber B, C, YouTuber B vào lúc đó chửi tôi thế này, YouTuber D vậy, giữa tôi lúc đó này, chỉ một mình bà Hằng thôi. Tôi nói bảo đảm các bạn không cần luật sư nào cả. Tôi nói các bạn coi đúng không? Những cái người đó sẽ im như ơi, im như hến. Bởi vì do bây giờ họ phải tấn công liên tục vào bà Hằng, làm mọi cách cho bà Hằng tội thật là nặng lên, tội là phải mắt khung họ mới chịu. Nhưng mà các bạn nghĩ bà Hằng mắt khung nổi không? 19 năm bỏ ra 467,6 tỷ đồng. Các bạn có vỗ tay cho người ta chưa? Các bạn có tán dương người ta chưa? Bao nhiêu bằng khen, bao nhiêu lời khen, bao nhiêu con người đã được bà Hằng cứu. Vì người ta làm từ thiện để làm gì? Mà để những cái người này xúc phạm người ta. Ai tin tưởng vào cái sự mà làm từ thiện mà được cái quả ngọt nữa. Để nói bao nhiêu đó, cái tự nhiên khóc lên hú hú hú. Nà, tôi đạo diễn cho. Bà chỉ cần khóc lên thôi. Trời ơi, tôi làm cứu biết bao nhiêu người, mà bây giờ tôi lại bị các YouTuber này gây tiếng quán cho tôi, thì quan cho tôi quá. Thì tôi nói các bạn tới đây đó, thì lúc đó thì thôi, những YouTuber đó thôi, chuẩn bị tinh thần. Tôi nói giờ này á, gán học thi quốc tịch ha, cơ quan chức năng người ta chưa mò tới đó, người ta chưa điều tra tới đó, vì cái sự việc của bà Hằng nó liên quan đến những cái thành phần ghê gớm lắm, mà tôi nói các bạn không thể hiểu nổi nha các bạn. Mà tôi nói các bạn cái mấu chốt á, Nguyễn Tiến Dũng đó, tôi nói sơ thôi, Nguyễn Tiến Dũng quen cả Hằng Ni và chú Sĩ. À, rồi các bạn biết là những cái người mà chống phá quỹ hàng hữu, tại sao họ lại tung hô, mà trong một số 10 người là hết 9 người người ta thương mến bà Hằng rồi, còn một cái người đó là người nào? Không phải là người phát động mà là không? Thì các bạn hãy chờ xem. Đừng có buồn, đừng có ức, đừng có gì cả, chúng ta cứ chờ đợi. Cứ chờ đợi đi. Có thể là sự im lặng của bên phía bà Hằng sẽ là một vũ khí rất là đáng sợ cho những người YouTuber, cho họ giày xéo thoải mái. Họ mất cảnh giác thì cơ quan chức năng vào làm gì khỏi ngay. Các bạn đừng có sợ. Có một người sợ rồi đó, một số người đã sợ rồi đó, quay xe đó. Giống như cô Diệp Đậu và ông Tony Phạm. À, có thể là đừng có giỡn giỡn với người đó nha. Có thể là trong tương lai họ sẽ có thể là họ về họ làm nhân chứng cho đó. Tại vì họ không có, ví dụ như những cái người đó cung cấp thông tin cho họ, họ nói. Ví dụ như với trường hợp Tony Phạm bắt sao được. Người ta quốc tịch Mỹ mà bắt gì bắt. Bắt là thường ta bắt người có quyền và nghĩa vụ liên quan hay gì đó. Thì tôi nói các bạn á, ghê gớm lắm. Và cái trường hợp cô Diệp Đậu là một cái vấn đề mà hết sức là bất ngờ. Cô Diệp Đậu đã chứng minh được là có một số người xúi dục
ngày này thì làm tin này, ngày kia thì làm tin kia, mỗi một tin như vậy là 10 đến 20 triệu đồng. Cô này phải nói như vậy thôi, không nói thì điều tra tới thì lụm thôi. Mà cô này đã úp úp mở mở rằng là BC02 đã mời cô lên làm việc rồi. Giống như ai kia, đó là chị Đinh Lăng, các bạn nhớ không? Cái hôm mà cơ quan chức năng mời lên làm việc đó là không phải liên quan đến vụ án của bà Hằng, mà liên quan đến một vụ án khác. Tôi nói khác thôi, tôi đã bị xóa video clip đó rồi các bạn. Tôi nói các bạn nghe là vậy đó. Và tại sao bị xóa? Ai xóa video clip của tôi không đi xây phạm gì, xóa cái gì thì có, các bạn biết rồi. Cái sức ảnh hưởng của cái vụ án này rất là quan trọng, đặc biệt trong vụ án của Hằng Ly, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những thành phần trí thức, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, thậm chí là thầy tu không chừng. Thôi thì tôi xin kết thúc buổi livestream tại đây, gần 11 giờ các bạn. Bên chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhận sự nhí. Bên phía bên Đại Nam đã đưa ra Quỷ Hằng sau khi Quỷ Hằng ngủ rồi, nhưng mà một số người vẫn cố chấp, một số người vẫn chưa biết trong Quỷ Hằng ngủ này có cái gì trong đó, nhưng mà họ vẫn lên, họ ma mị, họ vẫn ma mị khán giả rằng ý, trời ơi cái quỷ này bất minh này kia. Ủa anh biết cái quỷ này như thế nào không? Anh nên học một cái báo cáo về tài chính, và đặc biệt là bên cái kế toán đó, nghiệp vụ về kế toán đó, để mà hiểu thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, nguồn thu là nguồn gì, chi ra bao nhiêu, đóng thế bao nhiêu. Các bạn trúng số các bạn còn đóng thế, đừng nói chi mà các bạn nhận một số tiền 10 tỷ đồng, ví dụ 20 tỷ đồng của một tổ chức nào đó cho nhận như vậy có liên quan gì tới thuế hay là không, thu nhập hay là không, cũng phải trình bày với nhà nước chứ không phải tự nhiên đâu 100 tỷ cho người ta, ủa 100 tỷ không có nguồn gốc, ông gửi tiền hay gì, ví dụ là như vậy. Và những cái người mà nào đó đã vu oan giá họa cho quỹ an hữu này, chuẩn bị tinh thần đi, kiếm chỗ nào đi du lịch cho nó vui, những cái người nào cần nói thì gặp người đó nói đi, chứ lỡ vào trong kia rồi đó là gặp nhau khó lắm đó nghe. Và đặc biệt trong cái chương trình này tôi nhấn mạnh về cái sự việc mà một cái ông nhà báo lực gia gì nữa đó, Trần Đình Thu, anh nên kiện cái bài báo Việt Nam Thời Báo nhé, chứ không xúc phạm năng nề dữ lắm à. Người ta gọi anh bằng dân chủ cụi kìa, và đưa cái hình anh lên để chéo mặt như thế này nè đó, anh cảm thấy thế nào? Tôi thì tôi kiện liền đó đó, tôi kiện liền. Nhưng mà tại sao bài báo này từ năm 2019, năm nay là tới năm 2023 rồi, 4 năm rồi, sao anh không kiện người ta? Anh là luật gia mà, không lẽ bài báo này viết viết gì là có thật đúng không? Vậy anh không dám làm gì người ta, tại sao bà Hằng làm gì anh mà anh lên ngày nào anh cũng lên, anh giật nách, anh giật hán ra anh coi người ta hoài vậy? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tâm trạng tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye, nhớ like subscribe cho em nhé cả nhà, bye bye.